Tình hình sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là cũng đang rất là đông khách, tấp nập. Ngày lễ là khách đến rất là đông. Đây, khách đến rất là đông. Tiếp viên Vietjet. Lượng khách hàng đang đổ về đây rất là đông này. Rất là đông, tập trung vào. Quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là những chiếc ô tô kéo máy bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những khách mới thì đến giờ an ninh an toàn. Quý khách khi làm chuẩn bị sẵn thẻ lên máy bay để nhân viên mặt đất kiểm tra trước khi lên tàu bay. Để thuận tiện cho việc di chuyển, xin mời hành khách có số ghế ngồi từ hàng 1 đến hàng 20 vui lòng lên máy bay ở cửa trước. Những người khách còn lại vui lòng lên máy bay ở cửa sau. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý sách tay và vật dụng cá nhân trước khi rời khỏi xe. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? For safety reasons, please have your bags ready for inspection by the airport at the airport door. Passengers who are aware of one thing are invited to board the aircraft from the terminal. Remaining passengers, please board the aircraft by the rear door. Please check your personal belongings before leaving the bus. Thank you for your collaboration and encouragement. Pacific máy bay khổng lồ sân bay rất là rộng. Thank you.
máy bay đang chờ xuất hàng nhập cảnh. Đây là những mô hình máy bay này. Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Kính chào quý khách. Tôi đã có một chuyến bay tuyệt vời. Rất nhiều máy bay luôn. Dẫn sân bay đang chỉ đường cho máy bay cảnh okay. Động tôi đã đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ có trải nghiệm hơn cả một chuyến bay cùng Bamboo Airways. Trân trọng cảm ơn. Welcome aboard Bamboo Airways Airline. For safety reasons, you are kindly requested to stow your carry-on. Kính thưa quý khách, để máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách cài dây an toàn, chuẩn thẳng lưng ghế, cài bàn ăn, mở tấm che cửa sổ, xếp gọn chân ghế. Quý khách không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử và tai nghe cá nhân vào thời điểm này. Trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, you are requested to fasten your seat belt, set seat backs on rise, secure tray.